Xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của nhà bếp 89. Hôm nay bên em xin giới thiệu đến quý anh chị một cái dòng máy cạo râu series 9 của Braun. Braun thì là một thương hiệu quá lớn rồi. Em cũng không phải nói về Braun nữa. Nó là một thương hiệu quá nổi tiếng của Đức rồi. Thì hôm nay em giới thiệu đến quý anh chị một cái bản này của series 9. Thì series 9 thì nó giống nhau cả thôi, nhưng mà nó chỉ khác nhau về cái bản phụ kiện thôi. Con này thì nó là bản thiếu series 9325. Thực ra thì các bản 9 thì nó máy giống nhau, nó chỉ khác nhau một là màu ra mã khác, hai là bản của thị trường khác nó ra một mã khác thôi, hoặc là bản đủ nó ra mã khác, bản thiếu ra mã khác. Thì con này dành cho những anh em nào mà muốn chơi series 9 nhưng mà cái số tiền mình không muốn bỏ ra quá lớn, vì cơ bản cái con này giá nó rất là tốt, chỉ lên quanh 5 đồng, hơn 5 đồng một tí thôi. Còn bình thường các dòng series 9 đủ thì nó có thêm một cái cốc sạc ấy, thì nó lên đến 7 đồng rưỡi cơ. Thì cái cốc sạc thì cũng tùy từng anh em có cái gọi là cái nhìn khác nhau. Như em thì em thấy nó không quá cần thiết, vì cơ bản là những cái con này nó mình vệ sinh khô, mình cạo khô xong mình vệ sinh bằng khô bằng 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 cái chổi như này này thì nó rất là ok. Còn nếu mà anh em mà muốn cạo nước ấy, muốn cạo nước nhiều ấy, thì tại vì là nếu mà trong cái nước nó có nhiều cặn canxi mà anh em cạo nước nhiều ấy, hay rửa nước nhiều mà mình không có cái cốc vệ sinh tự động mà bằng nó chạy bằng cái nó sử dụng bằng cái dung dịch riêng của máy cạo râu ấy, thì nó sẽ bị gì? Xít lưỡi, cái lưỡi nó sẽ không được sắc lâu. Còn nếu mà anh em chỉ có sử dụng cái cạo khô không ấy, thì anh em lưu ý chỉ cần cạo khô xong mình tháo ra này, xong mình phủi cái dầu đây này, lấy cái chổi mình phủi đi, thi thoảng mình mới rửa qua nước thôi thì nó hay hơn rất là nhiều. Thì nó không cái lưỡi của nó bền và sắc hơn rất là nhiều so với anh em rửa nước mà không vệ sinh lại bằng cái cốc vệ sinh tự động bằng nước riêng của máy cạo râu ấy. Cái đấy thì bắt buộc mình phải chạy bằng nước riêng nhé, chứ không phải là cho nước bình thường vào dùng được. Con này thì nó là đầu nó là 4+1, đây 1, 2, 3, 4 lưỡi nhé. Cái này thì nó sử dụng cái cơ chế là dao động ngang 40.000 lần một phút, 40.000 lần một phút nhé, để cắt râu nhé. Đây đây đó, và đây thêm một cái lưỡi này là lưỡi tỉa mai nhá. Đây mình ấn lên mình bật cái nó sẽ tỉa mai nhá, sản xuất trực tiếp tại Đức này. Cái máy này thì bên em bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng. Con này thì nó đây, cái đây là cái chốt để gọi là di chuyển cái đầu. Nếu anh em mà muốn di chuyển như này thì ấn lên trên, còn nếu anh em mà muốn nó gọi là không di chuyển này, đây anh em kéo xuống dưới. Cái lưỡi này theo thông số của hãng thì là dùng tầm 3 năm, nhưng cũng tùy cách sử dụng của anh em, có thể là hơn vì đó là thông số của hãng thôi. Con này thì nó chỉ có một cái hộp này, thân máy này, đế sạc này, dây này và cái vệ sinh này. Thì thực ra thì đây là bản nó sản xuất trực tiếp tại Đức và nó được nhập khẩu trực tiếp từ Đức về nhé. Em sẽ phân biệt cho anh em biết là bản nhập trực tiếp từ Đức này. Nhập trực tiếp từ Đức cái chân ổ cắm nó như thế này này. Còn nếu mà nhập từ Mỹ hoặc Nhật là cái chân nó sẽ dẹp nhé. Đó. Và cái nữa là nếu mà nhập từ Mỹ về Nhật thì nó sẽ là tiếng Nhật nhiều. Còn nếu mà nhập từ Mỹ ở đây nó sẽ là, nó không ghi Made in Germany mà nó ghi là chế tạo Ingermany này, là chế tạo tại Đức. Đó. Còn con này là nó ghi là sản xuất tại Đức. Đấy thì là để phân biệt, thì thực ra thì máy thì nó vẫn là như nhau thôi. Nhưng mà có nhiều anh em thì thích cái bản sản xuất trực tiếp tại Đức hơn, à cái bản nhập Đức hơn, thì cái tiêu chuẩn của thị trường Đức thì nó phù hợp với cái điện của mình hơn, vì điện nó điện 220. Đây con này thì nó pin là 60 phút nhá, sạc 60 phút thì pin sử dụng 60 phút. Thì thực ra nếu mà anh em râu ít thì có thể cạo gần 1 tháng đấy. Đây em bật cho anh em xem, dùng rất là mạnh. Đây là vạch báo pin này, màn hình LED này. Con này thì có chống nước nhá, rửa nước thoải mái, nhưng mà cũng anh em cũng nên hạn chế rửa nước, vì một là lưỡi nó sẽ nhanh xít và tất nhiên là rửa nước nhiều thì nó cũng không tốt cho máy đâu. Đấy, cái bản
cho nên em thì sau vài năm sử dụng thì em nhận ra một điều đấy, nó cứ cạo khô thì cái lưỡi mình bền rất là lâu. Và khi mình sử dụng, mình ấn lên đấy, mình di di vào đè này, vào cái mặt, xong là di như này, di thật là nhanh ấy, thì nó vừa sát chân mà nó lại vừa sạch nhanh. Chứ còn nếu mà mình di lâu ấy, mình di chậm ấy, cái máy nó sẽ nóng, pin nó sẽ rất là hao. Đó, cái con này thì toàn bộ nó mạ chrome hết này, rất là đẹp. Con này nó loanh quanh chưa 5 đồng nhá, bảo hành 12 tháng, một đổi một trong vòng 12 tháng nhá. Nói chung là cái con này là dành cho anh em nào thích series 9 nhưng mà không muốn cái giá tiền mình bỏ quá quá nhiều thì anh em nên chọn con này. Tức là anh em không quá cầu kỳ về cái mức vệ sinh thì anh em ấy nên chọn con này, giá cực kỳ hợp lý. Con này em mua sale giá rất hợp lý. Còn bình thường những con này trên mạng đang toàn bán 6 triệu mấy với 7 triệu thôi. Đó. Nói chung là con này thì em đang có sẵn tại cửa hàng nhé, Kiều 8VP5 Ban Linh Đàm. Ai muốn tư vấn ấy thì inbox em qua Zalo 0985608831. Mọi người like và subscribe kênh YouTube của nhà bếp 89 để nhận những video mới nhất về sản phẩm. Em xin chân thành cảm ơn.